Thưa quý vị, làm việc với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tại khu du lịch Hồ Tràm Strip, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quan tâm là các giải pháp khắc phục khó khăn, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội ở cực kinh tế quan trọng của đất nước. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Tiền Giang và Tây Ninh. Phát biểu mở đầu buổi làm việc với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến thành công của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Việt Nam sớm đẩy lùi được dịch bệnh đã góp phần rất lớn vào ổn định trật tự xã hội, giữ vững tăng trưởng kinh tế với mức gần 4% trong quý 1. Đây là nền tảng để cả nước và các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh được đánh giá là nhiều thời cơ, bởi nền kinh tế thế giới đang có sự dịch chuyển sau đại dịch COVID-19. Chúng ta đang tập trung sức lực vượt khó, đặc biệt chúng ta tập trung xây dựng tầm nhìn Việt Nam hùng cường năm 2045. Chính vì thế tại hội nghị này rất mong muốn là các vị trong báo cáo chung sẽ có cái đánh giá, nhưng các vị sẽ phát biểu kinh tế trọng điểm phía Nam phải làm cái gì để chủ động phát triển trong lúc thế giới còn có nhiều vấn đề. Với vai trò vị trí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 8 tỉnh khu vực năng động, nhiều tiềm năng của phía Nam có phấn đấu vượt mức hoặc là bằng mức kế hoạch nhà nước đã giao. Đấy là câu hỏi rất lớn. Chính vì vậy mà tôi đề nghị quý vị sẽ tham gia thêm một số giải pháp, biện pháp thực hiện tốt nhất những biện pháp như là giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các gói hỗ trợ của Chính phủ đã ban hành, đặc biệt là những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ rào cản đối với người dân, doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh tế xã hội thông suốt, cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Trong đó đặc biệt là chú trọng phát huy các nguồn lực về phát triển cơ sở hạ tầng. Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng như cầu Phước An, đường 991B, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đây là những dự án phục vụ đắc lực cho sự phát triển hệ thống cảng biển, khu công nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng là góp phần quan trọng cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội toàn vùng. Tôi đi một số tỉnh, cầu Phước An hiện tại là chưa triển khai được, là đang làm các thủ tục cần thiết, một là để có chứng tuyến, cái thứ hai là đề nghị ngân sách trung ương bố trí tặng cho 50% vốn để đầu tư cái giai đoạn 2 của cầu Phước An. Theo dự toán thì giai đoạn 2 cầu Phước An khoảng 4.890 tỷ, thì ngân sách tỉnh sẽ xin là bố trí 50%, còn 50% còn lại thì tỉnh sẽ bố trí để thực hiện. Qua nội dung này thì kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông chủ trì phối hợp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai để cùng thống nhất tuyến để sớm khẩn trương khởi công cái công trình cầu Phước An để tạo kết nối và tuyến cầu tốt nước Long Thành. Đại diện các địa phương đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội và thực tế thu hút đầu tư của địa phương mình. Và hầu hết địa phương đều nhấn mạnh đến vai trò của giao thông kết nối, các dự án năng lượng sạch, chính sách ưu đãi đầu tư. Tất cả 8 địa phương cũng đồng cam kết với Chính phủ sẽ phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2020.